Hello, bây giờ chuẩn bị đi sắm tiếp đồ Noel nữa. Chưa đủ. Đi thôi, sẽ dắt mọi người tới một cái kho phải nói là khủng khiếp luôn. Cho mọi người tham quan khám phá nha. Trong này đã lắm luôn nha. Cẩn thận nha, hết sức bình tĩnh nha. Đó. Mấy con chồn dễ thương quá vậy. Trời, nhiều quá luôn nè. Trời ơi, bà chồn. Có gì đây? Trời ơi, nhìn made in Lào. Nhìn chồn này chồn làm Lào hả? Trời, chưa từng thấy luôn á nha. Mấy con nguyện chồn làm bánh Lào chị. Lạ ghê luôn á, em mới thấy luôn á. Trở lên. Thấy ghê không? Ban đêm ban hôm mặc một bộ trắng đứng giữa đường vậy đó. Anh sao? Tôi còn ớn nữa đó mấy má. Trời ơi, đây là đáp ứng là yêu cầu của rất nhiều các fan. Muốn biết Hưng trang trí như thế nào cho Noel năm nay ở tại căn nhà của mình ở tại Mỹ. Hưng sẽ dắt quý vị đi xem nhé. Phải đợi đêm xuống, rồi tối trời, rồi dắt mọi người đi coi. Nó mới thấy ghê được, nó đẹp lắm. Đó, chỉ bằng ngày là coi không được. Phải đợi đêm xuống. Đó, nó mới được nhẹ. Thấy không? Đó. Đây. Xin mời. Đây là cái cầu thang mà mọi người thích nhất trong ngôi nhà này. Rất là dễ thương. Qua đây là cho coi cái cây thông nha. Cây thông bên này nè, nó đơn giản hơn ở Việt Nam. Tại vì cái style của Mỹ nó hơi nhẹ nhàng. Rất đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Đèn cũng ít, không có tốn kém, không có phô trương nha. Rất dễ thương. Bức tranh này anh cũng tự lựa luôn nè. Đó. Giữa rất nhiều bức tranh, quyết định chọn hai cái này. Lạ ghê không? Để nó nối với nhau. Và đây là cái bàn rượu. Đó. Đẩy ra. Đấy. Nè, biểu tượng của Đàm Vĩnh Hưng là Maleficent. Phượng Hoàng không bao giờ chết. Bất tử nha. Bất tử là nổi thình lình lên đó. Là bất ngờ chứ không hay ho gì đâu. Còn đây là cái bàn mà Hưng cùng với lại người trụy của mình
là chị Jennifer Hân Vũ đã đi lựa từng món một. Nến nè, thấy không? Đặt từng chân một riêng biệt, rất đặc biệt. Khó lắm nha mọi người, không phải đơn giản là mua về cái đài bài lên vậy đâu, không có đâu. Cái miếng này phải nằm lên trên cái miếng kia đó. Đất vuông trời tròn, hiểu không? Đó, ý nghĩa lắm đó, giỡn ha. Đũa vàng, muỗng bạc, thấy không? Có cái ly, cái cây cũng hay lắm, để người ta khuấy nước nữa. Thấy không? Đá điếc ngỡ, cầm ấm cho nó sang. Cái bình rượu vậy nè, rồi đổ rượu vào đây nè, xong rồi mình nghiêng đổ ở đây đó, thấy không, cái nó tràn ở đây cái mình làm. Đây là khu phòng khách, cũng là bếp ăn rất là gần à, bên tay phải mọi người là một cái quầy bar nhỏ nhỏ để rượu nè, rồi những trang trí rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Hơi thích cái bình này lắm. Dạ yeah. Lạ mọi người. Bình này đổ nước này nè. Đó, mình đổ rồi nè. À, cái họng này nó bự, đổ cũng tràn hay cái này hành lang. No! Cái bình này lắm. Ở đây thì, đây là cái bàn ăn nè. Mọi người nhớ cái bàn này không? Cái bàn này hơn cái vũ hàng ngồi đây ăn nè. Nói chuyện trên trời dưới đất nữa. Hôm nay ngoài nấu cho các con ăn một món ăn không to mà cũng chả siêu to. Hôm nay ngoài sẽ nấu cho các con món ăn không siêu to mà cũng chả khổng lồ. Đó là món rau muống luộc với ruộng. Nói em là phải làm như vậy nè đó. Vậy nấu cũng gia đình. Đây là những trái táo nha. Thật ra là nến đó nha. Những ngọn nến trái táo nè. Để những cành này nè, đó. Rồi có những con chim công rất hợp lý. Bu tới ăn táo. Đừng chúng đập. Táo và phù thủy đó. Những công chúng đập hết thương. Đèn. Bức tranh rất đơn giản. Đó. Đó, nhìn nha. Không hiểu mẹ gì hết. Dạ. Đây là sofa. Suy nghĩ lắm, đắn đo lắm mới mua màu này đó. Thấy nó sáng nhà hơn là những bộ da bình thường. Đó. Khu này là khu kệ sách. Yeah. Sách này rất đặc biệt nha, không phải dễ tìm đâu nha, rất khó tìm của Mỹ. Rất khó tìm. Đây là lò sưởi. Đây là cái bàn ăn. Yeah. Hưng phải đập hết, tháo hết toàn bộ cái gỗ bếp mình ra luôn. Bứng hết lên luôn, dẹp hết sạch để đắp vào những cái mới. Lựa cái màu này giờ chính tay em cũng lựa luôn. Cái gì ở đây? Cái màu rất là mốt, đang màu đen như bây giờ. Giáng sinh không? Có cái khăn Giáng sinh đây nè. Thấy thương không? Nhưng cái chỗ này trời ơi là... Đó. Ghét không? Love you. Dễ thương ơi. Ê, dễ thương không? Nó dễ thương, sợ mặt thương. Cúc hà. Giới thiệu cho mọi người cái đèn này nha. Nó dễ sợ không? Rất là dễ sợ đấy. Gần như là có một cái duy nhất của cả cái tiểu quan này. Yeah. Tại vì Hưng chính tay mang nó từ Việt Nam sang. Rất là nặng, 80 kg.
nó không chuyển. Thế giờ phải tách làm đôi, cắt đôi ra, chia đôi đèn ra, rồi bảng điện, cái mâm đèn nó riêng ra, chia làm hai lần, đem đi đem về, gửi tốn tiền kinh khủng. Rồi mới qua đây mới thuê thêm một cái người chuyên về đèn, bắt đầu mới nối lại đó, máng lên và đánh dấu đúng trước khi đem qua. Mình đã đánh dấu trước, sợ nó làm đau, đâu số một làm đau đâu, và đúng treo lên thôi. Mà vẫn mất một thời gian khá dài để điều chỉnh mọi thứ cho nó sao le đúng ý mình vậy đó. Đang sắp xếp dọn dẹp lại một số đồ đạc. Vệ sinh nho nhỏ hết, ai cũng phải cần. Như lần tự hỏi mình trong gương, trời sẽ đẹp dữ. Thấy sắp xếp đồ đạc không, nhẹ nhàng dễ thương không nè? Cái khăn cũng có chữ H. Dấu ấn hưng nè, tắm da xong rồi có áo phát mặc phát cho đỡ lạnh. Phát trắng phát đen tùy theo ngày. Ngày dương mặc áo trắng, ngày âm mặc áo đen. Trắng rồi. Bây giờ đơn giản thôi, tại vì rất là ít ở. Nhẹ nhàng. Dọc tóc đi liền. Mình đã quyết định là cái nhà này ít đồ. Dạ, rất ít đồ. Không có nhiều đồ. Hơi buồn ngủ quá.